nhà ơi, bữa nay Thi sẽ nấu chè nha cả nhà các bạn. Thì có khoai nè, khoai người ta cho quá trời nhiều, mình không biết làm gì, mình tận dụng, mình nấu nó ra nha cả nhà các bạn. Mình nấu nó ra, Thi sẽ nấu chè trôi nước, chè trôi nước phiên bản trái măng cục nha cả nhà các bạn. Bữa nay Thi sẽ nâng niu nắng trái măng cục. Thì thành phần chuẩn bị nấu chè thì có là một bịch bột nếp và nửa ký đựng ký đường, nhưng mà mình làm nửa ký thôi, nửa ký bột nếp, nửa ký đường, 6 củ khoai lang và gừng để mình thắng nước đường nha cả nhà các bạn. Không thiếu nữa là mè, đậu phộng và đây là nước cốt dừa. Mập thì phải ăn nước cốt. Đây thì thành phần Thi chuẩn bị nấu đây. Thì khoai này Thi sẽ đem ra luộc, mình không có đậu hấp á, mình bỏ vô mình luộc cả nhà các bạn ơi. Mình luộc xong rồi mình sẽ nhồi bột nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn xem Thi nắng cái măng cục như thế nào nha. Bây giờ nó còn nóng như nè cả nhà các bạn. Bây giờ Thi sẽ lột nó ra nha. Lột nó ra rồi mình sẽ đâm nó ra, hoặc là mình có cây nĩa nè cả nhà các bạn, mình dập nó xuống nha. Ăn Thi trộn bột luôn trong lúc nó còn nóng nè cả nhà các bạn. Nó còn nóng gì mình dễ làm lắm. Đó. Dễ lột nó ra lắm cả nhà các bạn. Khoai lang tím hết sức đẹp. Nóng gì mình tán nó ra dễ lắm. Tán này rồi, bây giờ phần bột nếp thì sẽ cắt ra nha cả nhà các bạn. Đây là bịch bột nửa ký. Nửa ký nhưng mà Thi làm khoảng 300 gram thôi cả nhà các bạn. Làm nhiều quá ăn không hết. Bây giờ Thi sẽ chia ra số lượng bột này ra làm hai. Thì Thi đổ vô trong cái tô này. Đổ trong cái tô này khoảng hơn phân nửa bịch bột này cả nhà các bạn. Đó. Bột nửa ký mình làm 250 gram thôi nha. Rồi sau đó Thi sẽ chia ra làm hai, cho vô cái phần khoai lang này phần nửa nha cả nhà các bạn, còn phần nửa thì Thi làm trắng đó, cho vô khoai lang phần nửa. Rồi giờ là bên còn phần nửa này Thi sẽ làm trắng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhồi bột nha cả nhà các bạn. Thì nhồi với bột trước cả nhà các bạn. Nhồi từ từ. Bột nếp á, thì mình nhồi là mình khoai lang tím là Thi đã nhồi rồi nha cả nhà các bạn. Bây giờ mình nè, rất là mềm mịn cả nhà các bạn. Ha. Bây giờ Thi sẽ nhồi tới màu trắng nha. Bây giờ mình xào bột mình khô cả nhà các bạn. Mình lấy cái tô mình chụm lại nha, để bột mình nó bị khô cả nhà các bạn. Bây giờ Thi sẽ tiến hành nhồi tới màu trắng nha cả nhà các bạn. Thì màu trắng thì mình cũng nhồi như mà nước cũng nước lạnh nha cả nhà các bạn. Bây giờ Thi tiến hành nhồi màu trắng. Mình nhồi cái thao nó bự bự lên cho mình dễ nhồi cả nhà các bạn. Thì bây giờ bột Thi đã nhồi xong cả nhà các bạn. Bây giờ ủ nó nè, trời nó mềm, nó rất là ngon cả nhà các bạn ơi, mềm mịn luôn. Còn đây là cục bột màu trắng Thi cũng đã nhồi xong, nó cũng mềm mịn luôn nha cả nhà các bạn. Đó. Còn đây là cái cục này Thi sẽ làm bông làm hoa nó nha cả nhà các bạn. Quá xá mềm. Bây giờ Thi tiến hành làm cái mà bông. Đây là cái cuốn đó nè cả nhà các bạn. Đó, cái cuốn đó cả nhà các bạn thấy cái cuốn nó đẹp không? Đây, cái cuốn đó nè, cả nhà các bạn thấy đẹp không?
cuốn nó quá đẹp ha. Bánh nắng cái măng cục nữa nha các bạn. Thi về bắt tàu lao bánh nắng cái măng cục gì đó. Phải lan mà các bạn nhồi với bột coi, trời ơi nó mềm nó mịn tay ghê cả nhà các bạn. Mịn tay ghê luôn á. Rồi bây giờ Thi đã xong nha cả nhà các bạn. Còn cái phần dư ra ba bây giờ thì Thi sẽ vô luộc nó nha cả nhà các bạn. Tại vì mình làm rồi cái mình ấy lại dò lại cho nó tròn lại cả nhà các bạn. Bây giờ thì Thi sẽ bắt bếp luộc nó nha cả nhà các bạn. Đó. Đây, nước nó sôi đi nè. Nước mình cho sôi thật là nhiều nha cả nhà các bạn. Rồi bây giờ Thi thả vô nha. Mày làm mà có con tay thì cho nước thiệt là sôi cả nhà các bạn. Thả vô cái màu nó khác liền hết cả nhà các bạn. Đó, cái màu nó khác liền. Yeah. Gớt nó lên để sợ nó dính cái đít đó cả nhà các bạn. Còn mấy trái sao này thì sợ nó dính đó cả nhà các bạn, thì bỏ nó vô trong cái giá trước nha. Đó. Thì bỏ nó vô trong cái giá này thì ha, thả nó xuống nha cả nhà các bạn. Mình thả vô vậy đi. Cho nó đừng có gãy mấy cái cuốn. Khi nào nó nổi lên nó mới chín nha cả nhà các bạn. Wow. Cái cuốn nó đẹp không cả nhà các bạn. Trái này em ấy hết sức đẹp luôn cả nhà các bạn. Đó. Các em ấy đều đẹp đều. Đáng lẽ có màu xanh nha cả nhà các bạn mà Thi chưa làm màu xanh, đợt sau Thi sẽ làm màu xanh cho cả nhà các bạn xem nha. Khi vớt thì Thi cũng chuẩn bị cái thao nước lạnh nha cả nhà các bạn. Cái thao nước lạnh nè thì để đây nè, để hồi Thi vớt thì bỏ nó vô cái thao nước lạnh. Ok cả nhà các bạn ơi, tại cái màu trắng thì chín giữa nó nhưng nó hơi nhiều, thành ra Thi vớt sau nha. Còn cái này chín trước nè, nổi trước Thi vớt trước. Mấy cái trái phần màu trắng á cả nhà các bạn, cái trái bản cục á nó không có khoai lang á thì sợ nó không chín á thì vớt sao nha cả nhà các bạn nè. Rất là đẹp cả nhà các bạn. Nó cái màu nó lên đẹp ha. Quá xá đẹp luôn. Y như trái bản cục hết cả nhà các bạn. Nó. Thì đợi chè ỉ nó chín rồi thì vớt nó luôn. Những viên chè ỉ nè, rất là ngon cả nhà các bạn. Thì món ăn này làm rất là nhanh, gọn lẹ luôn đó nha các bạn. Trái măng cục đẹp gì đâu quá nha. Cả nhà các bạn thấy đẹp ghê không? Nhớ nha các bạn. Thì bây giờ Thi sẽ thắng nước đường nha. Thì bỏ vào 2 cọng lá dứa và 200g, khoảng 200g đường. Còn đây là gừng nha các nhà các bạn. Bây giờ Thi cho vào đặng Thi thắng nước đường. Đó, cái trái măng cục của Thi đẹp không cả nhà các bạn. Tiểu phẩm của nhà Thi làm, ai bắt cái gì bắt làm ơn làm phước coi. Cái gì?
giờ nước đường có khi cũng đã thắng rồi đó nha các bạn. Cái nha các bạn, để lá dứa vô nha, để lá dứa vô dưới gừng, lá dứa nó thơm quá nha các bạn ơi. Thì mình thắng vừa đủ số lượng chè của mình thôi nha nha các bạn. Ừ, quá quá sáng ngọt, tại mình làm ít đó cả nhà các bạn, mình sẽ làm đậm đà nha. Nó bây giờ thì sẽ thả vào nha, nước nó sôi rồi bây giờ mình thả chè này trở lại nha cả nhà các bạn, để cho nó thấm với nước đường nha. Bây giờ thì cho nó vào, cho nó từ từ vào nha cả nhà các bạn. Đó, thì cho nó vào, cho nó vào, thì đợi khi nào sôi cái thì sẽ tắt nha. Cả nhà các bạn thấy nồi chè sôi nước phiên bản trái mãng cục của Thi như thế nào thì hãy nhớ cho Thi ý kiến nha. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, mấy cái trái nó dễ thương xinh xắn làm sao đó. Thì cái độ nước đó nó vừa với chè của mình cả nhà bạn. Bây giờ thì cho nó sôi bừng lên ăn, Thi tắt lửa nha, tại vì giờ cái trái mình nó cũng chín rồi. Sôi bừng lên cái Thi cho tắt lửa. Thì cả nhà các bạn thử nấu như Thi đi, ăn ngon cả nhà bạn, nó mềm lắm, nó không có cứng. Tại bữa hổm thì trước khi Thi quay lên nè, là Thi có làm thử một lần rồi, làm thử một lần nó rất là ngon cả nhà các bạn, nó mềm. Cái bột của khoai lang của mình nó mềm lắm, thì các bạn biết cái bột khoai lang này đó, nó mềm. Cái màu trắng này hồi nó thấm đường cái nó trong. Bây giờ Thi múc ra cả nhà các bạn ơi, múc ra là mình ăn được rồi đó. Bây giờ chè nè Thi đã múc ra dĩa rồi nha các nhà các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt vào nha các nhà các bạn. Đây nước cốt, nước cốt thì mình tùy theo. Đó, vậy là coi như là mình đã có một cái bữa ăn cho gia đình mình, chè cho nước phiên bản trái măng cục nha cả nhà các bạn. Đây Thi ăn thử một trái này trước rồi một quả kia sau. Đây nè cả nhà các bạn. Đó, Thi ăn trái này trước nha. Thi cho nước cốt nè, đậu phộng vô nè. Đó, nè cả nhà các bạn. Đó, cái bột cũng măng cục nè. Đã trong nó chín luôn nha. Đó, chín thơm luôn. Rất sức ngon luôn cả nhà các bạn. Đó, nó dẻo mà nó mềm, nó trong luôn cái độ của cái măng cục của cả nhà các bạn. Rất là ngon nha, viên chè rất là hấp dẫn. Quá sáng ngon luôn. Cái muối măng cục của nó là cũng chín luôn nha cả nhà các bạn. Chín trong veo luôn. Chứ không phải là cái măng cục của nó là không có chín nha. Đó. Ăn nó phê gì đâu cả nhà các bạn. Bỏ vô đây miếng nước cốt ha. Rất là ngon. Thì cắn cái phân nữa, à nãy giờ cắn cái phân nữa nữa. Ngon. Quá rất ngon. Ngon quá nha bạn ơi, nó béo nó thơm. À, thì nếu như cả nhà các bạn có xem cái video của Thi thì hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem hộ Thi nha, và đừng quên bấm cái chuông để mỗi khi Thi ra thông báo mới nha cả nhà các bạn. Nếu như cả nhà các bạn thấy mà cái nồi chè cho nước bữa nay và những cái măng cục của Thi làm có đẹp có hay thì hãy nhớ cho Thi xin một móng tay xinh đẹp nha cả nhà các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.